Xin chào mọi người, trong cái tập trước thì Quỷ đã giới thiệu rằng là phóng viên ảnh tác nghiệp tại World Cup cần những thiết bị gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá xem rằng là tại trung tâm báo chí khổng lồ của World Cup này sẽ có gì thú vị nha. Đi nào. Trung tâm báo chí thì được đặt tại trung tâm hội nghị quốc gia của Qatar nha. Chỗ này rộng và hoành tráng lắm. Cái tòa nhà có chiều cao tới 15m, rộng 130m và chiều dài 250m. Toàn bộ tòa nhà thì được bao bởi một cái mặt kính khổng lồ nè. Đầu tiên là bạn phải qua kiểm tra an ninh rất là chặt chẽ rồi mới được vào trong trung tâm nha. Và đây là sảnh chính với một chú nhện siêu to khổng lồ. Mọi người biết tại sao có chú nhện không? Để Quỷ nói cho mà nghe, là Quỷ không có biết đâu. Còn đây là quầy thông tin để hỗ trợ cho tất cả phóng viên, cứ không biết cái gì thì là vô đây hỏi là biết hết nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô phòng làm việc dành cho phóng viên viết nè. Đó, mọi người thấy không? Chỗ này có thể phục vụ cho khoảng chừng 600 phóng viên trong cùng một thời điểm luôn. Ở mỗi dãy bàn thì sẽ có những cái tivi nhỏ để mà phóng viên coi thông tin. Ngoài ra thì còn có hai cái màn hình lớn mà dành để như là coi các cái trận đấu diễn ra hoặc là coi các cái buổi họp báo quan trọng. Trên bàn thì là có đầy đủ ổ cắm điện và internet tốc độ cực kỳ là cao nha. Rồi có luôn một cái quầy phục vụ nước trà cà phê cho mọi người nè. Ai mà có nhiều đồ đạc gì quý báu thì đã đăng ký cái tủ nha, có tủ bảo vệ luôn. Rồi bây giờ mình đi qua cái phòng dành cho các nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh nha. Về cơ bản thì nó giống y chang như phòng phóng viên viết. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái gian hàng hỗ trợ các cái dịch vụ về ảnh, ví dụ như là Canon nè, Nikon nè hoặc là Sony nè. Các nhiếp ảnh gia thì có thể mượn thiết bị ở tại đây để tác nghiệp nha. Tất cả là hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua khu ăn uống nè. Ở chỗ này có thể phục vụ được cho khoảng 1.000 người cùng một lúc luôn. Nhưng tính phí nha, không có miễn phí đâu. À còn cái quầy kiosk mà để in những cái vé mà vào trong các trận đấu nữa. Đó, mình cứ cầm cái thẻ đăng ký của mình, xong mình in vô một cái là mình sẽ được in cái thẻ ra. Phải cầm thêm cái thẻ phụ này thì mới được vào trong các sân để mà chụp các trận đấu nha. Từ trung tâm báo chí còn có một cái hệ thống xe bus để kết nối tới 8 sân vận động cũng như là các cái sân tập luyện của các đội tuyển. Sao nhìn một vòng, mọi người có thấy trung tâm báo chí của World Cup 2022 hiện đại không? Rồi tạm biệt mọi người nha, clip sau hứa sẽ dẫn mọi người đi gặp những siêu sao hàng đầu của thế giới nè. Bye bye.